15-20 phút tắm nửa cái mặt, số đóng tiền rồi đó mọi người, không nhận xài tiền nhanh dễ sợ luôn. Đây, sau khi mà lên thớt rồi được bác sĩ xử lý nửa cái gương mặt, mọi người thấy cái phương pháp này nó thần thánh nè. Ngay khi mình vừa bắn xong, đây mọi người coi hai cung này nha, mình có cái đuôi nè. Đây, bên đây thì nó vẫn ngang bình thường đúng không? Bên đây mọi người coi nè, nó đã có xu hướng nó nhích lên rồi nè, thấy không? Thì mọi người thấy là bây giờ nó bắt đầu nó lít nhẹ lên rồi nè. Đây, nhìn trực diện để cho mọi người thấy được cái sự chênh lệch giữa hai bên. Đó. Ngày hôm nay là chúng bắn 700 shot, nó còn có thêm một cái nữa là bác sĩ sẽ xử lý cái phần dưới đây để cho cái da mình nó săn lại, cái cổ mình nó rõ ra thì cái mặt mình nó sẽ thon gọn lại. Phải có bác sĩ được đào tạo thì mới xử lý được những cái vấn đề như thế này, chứ không phải là muốn để mặt bắn đầu bắn. Nhưng mà có một cái điểm hay của cái phương pháp này là bên cạnh đó mình thấy cái mặt mình nó sẽ thay đổi, nó líp lên từ từ theo thời gian đúng không? Thì mình thấy cái da mình nó cũng được cải thiện luôn. Bởi vì thật ra là Tuấn thì không có tin người ta nói mình nghe đâu, người ta nói gì mình nghe là Tuấn không có tin, Tuấn mới nghiên cứu. Thì cái phương pháp này khi mình bắn nhiệt sâu ở dưới cái nó đến cái hạ bì của da luôn á, thì cái nhiệt này nó sẽ kích thích cái cơ thể của mình, nó sản sinh và nó tái tạo lại toàn bộ cái hệ thống collagen và elastin ở bên dưới, thì nó giúp cho cái phần bề mặt da của mình á, nó được tái tạo lại và nó sẽ khỏe mạnh trở lại, bên cạnh việc là lift lên. Cái phương pháp này cũng được FDA chứng nhận luôn, và Tuấn còn có nghiên cứu nữa là Ergotherapy ở Việt Nam á, là trung tâm của BB Thanh Mai là có cái số lượng gọi là dùng cái shot á, dùng sản phẩm nhiều nhất ở tại Việt Nam, nên là mình cũng hiểu được là cái phương pháp này tại sao lại được mọi người yêu thích và tại sao BB Thanh Mai lại được yêu thích, đúng không? Một cái câu rất là đơn giản thôi, là Tuấn giới thiệu bạn bè đến đây thì mọi người hỏi là BB Thanh Mai có tốt không, thì Tuấn chỉ nói rằng là mọi người đến đây trải nghiệm thử rồi tìm được chỗ nào tốt hơn thì nói với tôi nha, rồi tôi đi kiểm tra, chứ tôi chưa thấy một cái chỗ nào mà dịch vụ ổn như ở đây. BB Thanh Mai tự hào là điểm đến của nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế, cùng hàng vạn khách hàng khắp mọi miền đất nước. Đến với BB Thanh Mai với một đội ngũ bác sĩ giỏi, đại diện duy nhất của Việt Nam được hãng Ergotherapy công nhận, gạt bỏ mọi lo lắng về làn da, vùng cổ của mình cũng sẽ được trẻ hóa luôn, xinh đẹp hơn, mặt thon gọn hơn. Chúng rất là bất ngờ, cảm giác như là nó đã đẩy sát rất là sâu vào, không có xâm lấn gì hết. Thích lắm, làm đi mọi người sẽ cảm nhận thích lắm luôn á. Ưu đãi sốc giảm 70%, để lại số điện thoại đăng ký hotline 1800 6617. BB Beauty, BB Thanh Mai, tự hào 23 năm là địa chỉ tin cậy của sao Việt và các doanh nhân chính khách.